Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 17 giờ 25 phút. Hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 4 năm 2024. Video này mình thực hiện test hoạt động phần băng cassette của Mỹ đài Nationa có model RXCW50. Mỹ đài này ăn điện 100V. Ăn hơi ít điện. Và tiền thì cũng lại ít. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt để chúng ta giao dịch cho nó dễ. 3.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 3.080.000 đồng là tiền đài. Tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền, người mua được quyền trả, người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Và xin thưa với lại quý vị và các bạn, để mọi người được vui cái bụng, Mỹ đài này đã được một người thượng đế có cây bụng tốt ở thành phố Hải Dương đã Trần Văn Chốt. Ngài thượng đế này đã chuyển khoản đủ cho mình 3.080.000 đồng rồi. Trân trọng cảm ơn ngài thượng đế ở thành phố Hải Dương. Ngài không mặc cả, không trả giá, không bớt xén một xu một hào nào của nông dân. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ngài. Kính chúc ngài cũng như đại gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông. Mỹ đài này có một cơ số video rồi. Gần đây nhất là có một video để mời mọi người soi nội thất Mỹ loa. Soi nội thất Mỹ loa. Nước xi mạ ở bên trong này như inox 304. Ở đây có một cái vết xước. Ở đây có một cái vết xước. Đấy, không biết cái gì nó cọ vào nãy xước. Nhưng mà ngọc còn có vết xước. Ngọc mà không có vết xước thì không phải là ngọc. Mỹ đài này ăn điện 100V, đài nội địa, đài nội địa. Đây là model này. Đấy, RXCW50 này. Đấy, RXCW50. À, xoay một cái đằng sau đó nhá. Mỹ đài này chỉ chê mỗi cái là thóc nó mềm mại và êm ái thôi. Còn bên trong thì tuyệt vời. Bên trong thì tuyệt vời. Mà không phải tuyệt vời ở lời nói đâu. Đây là tuyệt vời thật đấy. Tại vì có cái video xoay Mỹ vỉ rồi, Mỹ cơ rồi, Mỹ nguồn rồi, Mỹ vỏ rồi, xoay ký tên vào rồi. Đấy. Loa thì cũng lại gần đây nhất là xoay Mỹ loa rồi. Bây giờ anh Trần Văn Tét nhé, anh Trần Văn Tét. Bây giờ mình cũng có một cái video test thâu băng rồi. Nếu mà nói về đài thâu băng nét hết, nên bây giờ không test tính năng thâu băng nữa. Thâu băng tốc độ bình thường và tốc độ cao, nó vẫn hoạt động. Ghê mới sướng. Khi anh thôi học và từ khi áo chiến đi, khi anh xa nhà đêm như nhớ giữa trời mây. Ngày trăng đêm phi hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu. Một thằng nước cao, đêm một thằng đắp sao, còn mình thì nằm đến sao. Lên không bằng. Thâu băng này ấn cái này được này. Ấn cái này này. Giờ mới phát hiện được ra cái tính năng của cái này. Ấn cái này này chứ không cần ấn ở đây. Ấn ở đây được này. Nhá, cho tiếng lên nhá. Đấy. Thâu nhanh thâu chậm ở chỗ này này. Đâu em
tạm dừng này. Ôi dồi ôi, nếu mà ù thì chuyển trạng thái sang Phan Đình Đáp. Không nét hoa đà tình. Chiều hôm kia thăm làng, tiếng đời anh ra đứng gác ven canh. Một cô đi bên đường, đẹp vừa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa ngày sáng lão em xanh. Một lần về phép thôi và mình lại có đôi. Tạm dừng này. Tua này. Tua này. Cái cửa băng nó còn ra như kiểu cửa hơi đấy, nó ra từ từ như vậy nhá. Nó ra từ từ như vậy. Thế tua xem là nó qua auto stop không nhá. Úi dồi, nếu nó mà không auto stop thì chuyển trạng thái sang Phan Đình Đáp. Bây giờ tua chiều này xem nó qua auto stop không nhá. Úi dồi, bởi lấy xem nó có auto siêu tốt không? Xem nó có auto siêu tốt không? Ôi dồi, xong bên đây xem nó có auto siêu tốt không nhá. Tua lại một tí xem để bởi lấy này. Xem nó có auto siêu tốt không? Ôi dồi, bây giờ tua xem có auto stop không. Ôi dồi, tua nốt một cái chiều này nữa. Tua đi nhá. Tua lại này, tua lại. Ôi dồi, nhưng mà không auto stop thì Phan Đình Đáp chứ cần cái gì nữa. Bơ lây này. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa người sáng lão em xanh. Thèm một nét môi, một lần về phép thôi và mình lại có đôi. Thường khi
dừng bước giữa hoang vu. Một thằng bước cao để một thằng khát khao, còn mình nhằm đến sao? Còn anh bên sông cả và hoàng hôn đưa tắm đáy sông xưa. Bên trong đơn vị gọi của anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường đi hai ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung. Một thằng nhớ em, đêm một thằng nhớ thêm, còn thằng điện hình lấy xem. Như mơ ước đâu em, thứ của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Thứ của lính ba lô làm vàng nên nét chữ không ngày. Nhưng thứ của lính khi giữa rừng cây tim nhớ. Chiều hôm xưa thăm làng, điều đổi anh ra đứng gác bên danh. Còn cô đi bên đường, đẹp vừa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm, đường chiều xưa người phang áo em xanh. Một lần về phép thôi và mình lại có đôi. Em một nét môi, một lần về phép thôi và mình lại có đôi. Tạm dừng cái này, tạm dừng này. Em một nét môi, em một nét môi, một lần về phép thôi và mình thì lại có đôi. Bây giờ mình dừng video ở đây. Video sau mình test về radio và line in. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Xia xịa.